tròn tôi đã ngủ yên rồi. Ngã ba ngã tư đã... Mình đã quặn lòng khi nghe câu hát trên. Sài Gòn những ngày này buồn bã ảm đạm vô cùng, hàng quán và nhiều mặt bằng đã phải đóng cửa rất nhiều vì nền kinh tế khó khăn. Ngày hôm nay mình đã chứng kiến một người bạn của mình vừa chạy xe vừa khóc vì hơn một năm qua cố gắng bám trụ ở Sài Gòn tìm mọi nghề mưu sinh, nhưng cơn lốc thất nghiệp, sa thải đã khiến cho người này không thể nào cố gắng thêm được nữa. Khi video này lên sóng cũng là lúc bạn mình sẽ gói ghém quần áo và tư trang trở về quê nhà. Câu chuyện ngày hôm nay mình xin kể đến một Sài Gòn buồn bã, nhưng chúng ta vẫn kỳ vọng đâu đó sẽ có cơ hội cho những người cố gắng. Và mình hy vọng rằng khi mà mọi người xem cuối video này sẽ thấy rằng hôm nay Phong Bụi sẽ kết nối với các bạn đến một chị gái quê ở Sóc Trăng giúp đỡ bao nhiêu người thất nghiệp trong giai đoạn khó khăn này. Cứ làm nhẹ, công việc nhẹ nhàng giống như chị cũng mua chữ được nuôi hai đứa con học, không sao đâu. Không có mong giàu nha mấy đứa, không có mong giàu, đừng không có mong giàu. Bán chú chiên này là không có giàu, nhưng mà con cái là mình đủ tiền để mua chữ cho con học là được, không thiếu nợ là được. Không thiếu nợ là được rồi đó em. Còn đừng mong giàu nữa, bây giờ mong cho mình có sức khỏe để mình làm, kiếm tiền mua cái chữ cho con, để sau này mình gán chịu cực vì cái con mình nó có cái được cái chữ rồi, sau này nó không có cực như mình, vậy là mình vui rồi. Sài Gòn tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa, sẽ lại vui. Tôi sẽ tái sinh rạng ngời, sẽ như lúc xưa, sẽ lại vui. Bình tân Gò Vấp, Hóc Môn, sẽ ôm siết nhau bắt tay vui mừng. Chào cả nhà, hôm nay là ngày cuối tháng 11 và chỉ còn một tháng nữa thôi mọi người sẽ đón chào một năm mới. Và nếu nhìn lại năm vừa rồi, chắc có lẽ mọi người sẽ cảm nhận rằng một năm vừa qua là một năm vô cùng khó khăn. Nhà của Phong thì gần với một cái xóm trọ công nhân, đó là xóm trọ công nhân công ty Tỷ Hùng. Và giữa năm vừa qua thì công ty đã cắt giảm hàng loạt công nhân, và xóm trọ đó trở thành nên điều hưu và vắng vẻ. Và cuối năm gần đây thì những cái xóm trọ khác lại tiếp tục không còn bóng công nhân nữa. Và chắc có lẽ mọi người cũng cảm nhận được Tết năm nay sẽ là một cái Tết rất là buồn. Và hôm nay Phong sẽ dẫn mọi người di chuyển từ nhà Phong xuống chợ đầu mối Thủ Đức để kết nối với mọi người một cái chị gái mà đang bán chuối chiên ở vô cùng thú vị, mà mọi người sẽ xem tiếp cái video này nha. Trước khi đến điểm hẹn thì Phong xin tâm sự với mọi người vài lời. Thời gian gần đây Phong liên tục nhận được những cái tin nhắn: em ơi, chị đang thất nghiệp. Phong ơi, chị không còn tiền đóng nhà trọ nữa. Phong ơi, con chị không còn tiền uống sữa nữa vì chị không có việc làm. Chắc có lẽ mọi người cũng đã xem video gần đây của Phong á, thường xuyên chia sẻ về những câu chuyện những người không còn nơi ở, những người mất hết việc làm và họ đang túng quẫn khi không khả năng đi kiếm một cái việc làm ổn định để trang trải cuộc sống. Thời gian này có việc làm là một sự may mắn. Nếu như ai kinh doanh thì thời điểm này sẽ thấy rõ nét nhất việc buôn bán trở nên ế ẩm vì người dân không còn thực sự nhiều tiền tích lũy nữa. Và hôm nay Phong sẽ dẫn mọi người đi vào trung tâm Sài Gòn, nơi trước kia rất sầm uất và có rất là nhiều mặt bằng với giá thuê rất là cao. Nhưng bây giờ thì những cái cửa hàng này, những cái mặt bằng này đã không còn chủ nhân đến đây mở cửa thường xuyên nữa. Ba mặt bằng nằm trên đường Lý Tự Trọng, quận nhất Sài Gòn. Và các bạn chỉ thấy treo tấm bảng nhà cho thuê. Và những cái mặt bằng này trước kia thì là những cái cửa hàng rất là sầm uất, nhưng mà bây giờ không có bóng dáng người đến để liên hệ thuê nhà, và cứ nằm im im như vậy suốt hơn một năm qua. Còn đây là những cái cửa hàng nằm gần với chợ Bến Thành, nơi sầm uất và sôi động bậc nhất ở Sài Gòn. Nhưng có bác chị vẫn thấy đóng cửa, và thậm chí có những cái ổ khóa đến bây giờ vẫn đã bị hen rỉ rồi, không có dấu hiệu là mở cửa thường xuyên. Còn đây là một cái khu ẩm thực, một cái quán búp, một cái quán mà về đêm nó rất là sôi động nhưng vẫn đang than cài nè mọi người. Trung tâm Sài Gòn ngày hôm nay cũng rất là buồn. Bình thường thì vào những ngày cuối tuần á, ở các cái điểm như chợ Bến Thành, công viên 23 tháng 9
hoặc là khu vực công viên 30 tháng 4 xung quanh nhà thờ Đức Bà rất là sôi động. Nhưng mà mời mọi người đến đá xử như thế nào nha. Đây là trước cái tòa nhà Diamond Plaza, là nằm cận kề với Ủy ban Nhân dân quận nhất và cũng vắng vẻ người đến để chơi. Còn đây là nhà thờ Đức Bà. Hôm nay là 9 giờ ngày Chủ nhật, đáng lẽ ra thì ngày này sẽ rất là đông người đến đây để chụp ảnh vui chơi, nhưng mà cũng rất là vắng ha mọi người. Chỉ có một vài đoàn, một vài tour du lịch người ta đến đây để chụp hình. Ở đây là đoàn tour du lịch nè, và các em nhỏ đến đây chơi trước cổng bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Các em đang sinh hoạt ngoại khóa và có rất là nhiều khách Tây, nhưng mà so với trước kia thì vắng đi rất là nhiều. Còn đây là khu vực bên hông chợ Bến Thành và điểm thu đổi ngoại tệ. Có lẽ nơi đây cũng tương đối đông, nhưng mà so với trước là vắng rất là nhiều rồi đó. Bình thường thì đến đây mình đổi đô hoặc là đổi những cái đồng tiền những nước khác để đi du lịch thì không phải xếp hàng dài ra từ 10 cho đến 20 mét. Còn bây giờ thì cũng vắng đi rất là nhiều. Khách Tây đi lại thì cũng không đông đúc như trước. Và người bán hàng rong á, họ cũng rất là buồn bã khi mà mời liên tục không thấy có người mua. Và chắc có lẽ mọi người đến đây sẽ cảm nhận được rõ nét cái sự ảm đạm, đặc biệt là bên trong chợ Bến Thành. Những cái khu chợ truyền thống gần thời gian gần đây thì vắng bóng người đến mua lắm. Đây là khoảnh khắc cô Tuyết rời khỏi công ty của mình sau suốt một thời gian dài gắn bó. Và ngày hôm nay cô nhận được một cái thông báo là công ty sẽ không tuyển dụng cô nữa. Và với cái độ tuổi 53, cô chính thức thất nghiệp và phải tìm mọi cách để có thể nuôi hai đứa cháu. Hai đứa cháu của cô thì hiện giờ đang ở với cô, đang tuổi ăn tuổi học. Và để bám trụ cuộc sống của mình thì cô đành phải đi bán vé số. Và sau đây là những cái cảm xúc của cô khi ngày cuối cùng không còn đi làm nữa. Mình cảm thấy nó buồn, nó vắng vẻ. Mình buồn, hồi đó mình ở chung với chị em với nhau, mình ấy buồn lắm con ơi. Bây giờ cô nhìn lại công ty thấy sao? Cô buồn quá. Cảm giác cô buồn lắm. Giờ hôm qua đã giờ mấy cảnh mà vô trong đó người ta làm mình không làm mình cũng buồn. Mỗi lần mà mưa như vậy mà không mua được, không bán được vé số, cảm giác như thế nào cô? Buồn lắm không ơi, bồng lắm con ơi, buồn lắm. Buồn giấc chiều ha, đi muốn không nổi luôn á. Cái buồn mà nó thảm khải, không có khi tiền chiều, không có tiền trả rồi qua bên bà kia mượn 300 ngàn. Bà đắp vô trả tiền giấy số rồi mà con. Đây mình mua giùm mà cho hai cô, tổng tiền vé số hôm nay mình mua là 1 triệu nè. Cũng như hồi nãy á, lúc mà con không có lấy giùm cô 50 vé đó là nãy giờ cô đang rầu. Mà giờ lấy giùm, giờ vui lại rồi đó. Chứ giờ gần hết rồi không vui cho được. Mưa râm râm người ta ghé, mà mưa lớn người ta không ghé. Rớt hột bự là rồi vậy đó. Đây là một cái xe bún thịt xào nằm ngay tại trung tâm Sài Gòn. Và những ngày qua bị ảnh hưởng bởi tình trạng khó khăn kinh tế, cho nên cái việc buôn bán cũng bị tác động rất là nhiều. Chút vào đây thì mình sẽ trò chuyện với cô để rõ hơn là cái việc buôn bán bây giờ nó khó khăn như thế nào nha. Gần đây con thấy là rất là nhiều công ty á, họ đóng cửa này, rồi người ta thất nghiệp rất là nhiều. Không biết là cái việc buôn bán á, của cô nó bị tác động bởi cái tình trạng kinh tế nó khó khăn không? Mình cũng bán chậm hơn, cũng vậy, đẩy vòng đẩy chỗ này khúc, chỗ kia khúc gì á. Đây hộp bún đồ xào chay nha mọi người, mì gói bún rất là nhiều thứ, trong này có chả giò nè, rồi có đậu hũ nè, ớt, ăn ớt nè. Cái không khí ở đây chắc có lẽ mọi người cảm giác được một cái sự ảm đạm rất là nhiều. Rất là nhiều người đang gặp khó khăn trong việc buôn bán và kinh doanh. Và mình cũng hy vọng rằng trong thời gian tới nền kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi nhiều công ty hoạt động trở lại, mọi thứ trở nên bình thường. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống dưới Bình Dương để gặp một cái chị gái bán chuối chiên. Chị đã cưu mang rất là nhiều người thất nghiệp, họ đã có một cái công việc ổn định mới bằng cái nghề bán chuối chiên. Kính thưa các bạn, hôm nay thì mình đang có mặt tại quán chuối chiên của chị Nhiên á. Thì quán của chị rất là nổi tiếng khi mà nhiều người mệnh danh là
chú chiên chờ số 1. Vì có những thời điểm mà khách á đến đây thưởng thức thì phải chờ đợi rất là lâu. Và hơn nữa thì thời gian qua quán của chị nổi tiếng về cái việc đó là nhận rất là nhiều học viên để đào tạo nghề. Hôm nay thì mình đến sớm cho nên là sẽ không gặp các học viên. Chứ bình thường á, đến trễ trễ một tí thì mọi người sẽ thấy là đông các cái học viên. Đấy là những cái cô chú anh chị mà đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc là đang gặp khó khăn trong cái điều kiện kinh tế hiện giờ á, đến đây để học nghề chú chiên. Từ ở Sài Gòn mà em chạy xuống như này á chị, em thấy là xung quanh các cái tuyến đường thì rất là nhiều mặt bằng họ phải trả lại, đóng cửa, kinh tế nó khó khăn lắm, nhiều hàng quán cũng đang dẹp. Thì tình hình hiện giờ cái xe chú chiên của mình như thế nào chị Nhiên? Chị chào em, chị chào toàn thể quý anh chị trong nước và ngoài nước. Chúc quý anh chị mỗi ngày có một cái công việc thuận lợi, dồi dào sức khỏe. Thì chị xin chia sẻ với em, thì bây giờ thì chị thấy tình hình kinh tế nó cũng hơi khó khăn đó. Cho nên là chị em người ta bán cái hàng ăn uống là nó hơi chậm lại. Nói về duyên về chú chiên thì món ăn giặt á, chị thấy nó bán cũng được, nó cũng cái mức khách nó vẫn ổn của em, nhưng bình thường giống như mọi lần. Còn các anh chị em mua bán hàng ăn uống, ví dụ như bún phở rồi đó, thì người ta cũng tới đây người ta học nghề, người ta học cái chú chiên để người ta bán. Rồi bún phở thì mất tốn bàn ghế, rồi nhân viên, rồi phải muốn bảo vệ, giữ xe, mướn nhân viên. Còn chú chiên này thì không có mướn nhân viên gì hết. Rồi mặt bằng thì nó cũng rẻ ngoài lề đường thôi à. Cho nên người ta cũng thay đổi công việc á. Cách đây khoảng một tháng trước thì mình có đến xe chú chiên của chị Nhiên, và lúc đó thì chứng kiến rất là nhiều học viên đến đây để học, thậm chí là có cả những cái chủ doanh nghiệp lớn và những cái chủ cửa hàng lớn, nhưng mà vì tình hình kinh tế nó khó khăn á, cái mọi người không còn thu nhập, rồi thậm chí là phá sản luôn, bắt đầu là kiếm những cái kế sinh nhai khác bằng cách là học nghề chú chiên. Chị ước chừng là trong thời gian gần đây á, khoảng bao nhiêu học viên đến đây để học nghề chú chiên của chị vậy? Chị thì cũng lai gai á, ví dụ vô lần năm anh chị em thì ra, thì ra một người thì vô người, ra năm người thì vô năm người vậy đó em. Tại vì nhiều quá không có chỗ đứng, cho nên là chị hẹn lịch mấy anh chị á. Trong các học viên thì em thấy là có cô lớn tuổi nè, rồi hôm trước có gặp kể cả những cái người họ chủ cửa hàng luôn, họ từng làm ăn rất là khấm khá, nhưng dần dần thì họ phải chuyển sang nghề, học cái nghề buôn gánh bán bưng ngồi vỉa hè như thế này á. Chị ấn tượng những học viên nào đặc biệt không chị? Thì chị cũng nói chung cũng có nhiều học viên lắm, mỗi người có một cái hoàn cảnh. Chị thấy có những học viên là người ta cũng có điều kiện mà người ta đã tới đây người ta học á, mà ra rồi chị dạy ra người ta cũng làm ăn được á. Chị thấy chị cũng mừng. Nhiều học viên lắm em, nhiều học viên, nhiều anh chị em mà ta nhầm người ta không biết cầm đũa luôn, không biết cầm đũa mà vô đây cái, tại vì người ta kiểu như là ngồi ở trong máy lạnh xong rồi ăn cơm thì cơm hộp, đâu có được ăn giống như trong gia đình mình đâu, rồi khi mà tới đây học nghề là không biết cầm đũa. Có khi một người vô rồi chị dạy 1-2 tiếng đồng hồ, nhầm người vô là có khi nửa tháng luôn chưa biết nữa đó em, không cầm đũa không được thì cầm chai chuối không được. Nên bây giờ thì rất là nhiều người gọi để xin học nghề của chị. Nghe điện thoại biết sao làm bán buôn được chị. Mà mấy anh chị cũng thông cảm, tại vì chị cũng có nói trên YouTube á, ban ngày chị bận chiên bánh với chị lên đơn cho khách á, rồi ban đêm về thì đúng 8 giờ tối thì chị về, chị trả lời tin nhắn của anh chị, rồi chị cũng nghe máy đầy đủ. Còn ban ngày thì nói chung anh chị nghe, anh chị cũng thông cảm. Cái điều đầu tiên mà mình thích thú nhất khi mà bán những cái sạp hàng buôn gánh bán bưng như thế này đó là gần với con cái, đưa con đi học được, đón con về được. Khách đứng mua kìa mọi người. Chiên nghĩ là hết ngày đó. Hôm nay là ngày thứ bảy, hơi vắng chứ đúng là những ngày khác hơi đông lắm. Đây là khách mua hay là khách học nghề? Học nghề hả?
đăng ký chưa, học buổi nào chưa? Có điện cho chị sáng. Đây bây giờ thì có hai chị đến đây để học nghề chú chiên này của bác chị đúng không? Hai đứa em ở đâu? Bình Dương. Thường thường học viên đến mấy cái buổi đầu tiên là chị cho học cái công đoạn nào? Chở bánh em. Chở bánh. À, cái khâu chở bánh nó quan trọng hơn cái khâu, nói chung chị thấy cái nào nó cũng quan trọng hết trơn. Ép chuối nè. Đúng rồi em. Ép chuối thì được á, nhưng mà khi mà có một số chị em á chưa quen tay á là lấy lên không được. Cái mè đen, mè đen chiên lên nhìn cái màu nó đẹp ghê. Gắp mè lên cho nó đẹp. Có một số anh chị em mà làm không quen á, để mè chung vô thao. Đây, lúc này thì có hai chị gái đến đây để học nghề này cô bác anh chị. Nên là có những lúc á đông lắm, đông học viên ghê lắm, mà đứng mà mình ghi hình là mình không có chỗ đứng luôn. À hôm giờ là mấy học viên là coi clip của mình á, là chị Duyên chị tạo điều kiện á, chị giảm học phí, đặc biệt là trường hợp khó khăn là chị giảm tối đa luôn. À tại biết sao không, chị thấy chị thấy chị cũng suy nghĩ nhiều, hồi xưa giờ chị dạy cái bánh chú chiên này cũng giá hơi đắt. Tại vì lý do là chị làm chị biết nó có lời. Cho nên là nếu mà mình chia sẻ nhiều quá thì là cái những cái học viên của mình ra người ta sẽ làm ăn chậm lại. Nhưng mà bây giờ chị thấy rồi, 5 năm nay rồi là cái chú chiên mà nó không bao giờ, nó vẫn hot hoài luôn em. Thì chị nghĩ là một ngày nào đó chị sẽ hết thời, hết cơ hội. Thì bây giờ chị thấy em Phong nó chiên quay về cái clip mà giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì trong đó thì không phải là chị nói tụi em khó khăn, nhưng mà có khi các em thay đổi công việc đó, thì chị muốn chia sẻ với anh chị em mà trong cái clip của anh Phong á, là chị nói là chị lấy nửa giá. Chị lấy nửa giá à, thôi để có khi một ngày nào đó chị hết thời rồi chứ chị không có chia sẻ được cho chị em người ta, thì cái thời cái nghề của mình nó không có được mà lan rộng ra để giúp đỡ cho người ta. Cái đó cũng là một cái giúp đỡ công việc, là giúp đỡ cho người ta có công việc làm ăn em. Chị nói đúng rồi, có cái nghề chị không có tiền thiệt, chị không có giàu mấy đứa, nhưng mà chị muốn cho chị em người ta chia sẻ cái nghề cho người ta làm. Cái nghề này nè em biết không, là được gần nhà, cái thứ nhất là được gần gia đình, cái thứ hai là được mua bán gần với những người thân của mình. Ví dụ bây giờ em có nghề đó em làm ăn được, những người thân của em đang bế tắc, có thể em chia sẻ với người thân của em được. Đó, nó có lợi lắm. Tại vì em làm ăn được, em mới chỉ cho người thân của em. Nhà chị đó là, nhà chị là bán bột đó, mà chú chiên là hết trơn luôn đó em. Sáng là đi bán nè, tối là trộn bột sáng đêm luôn đó. Nhà chị là bán chú chiên hết luôn. Dòng họ chị là chú chiên không. Em mà về Sóc Trăng đó ha, là chú chiên là nhà chị là cung cấp muốn hết trơn ở thành phố Sóc Trăng luôn rồi đó. Về tới Bạc Liêu, Giá Gai, Hộ Phòng gì đó là chị cung cấp hết. Nhiều lắm. Mà người ta bán lớn không nghe, mấy cái chỗ mà xe YouTube quay lên đó là người ta bán lớn không đó. Chị vỏ bột cho những người đó bán. Hả? Chú chiên không hả? Em trời, em bán cho em cứ tập trung một công việc thôi để mình chăm chút nó. Em bán nhiều thứ đó, cái bột cái dầu mình nó không có ngon đâu. Vớt đi ta. Vớt ba cái bột con ra giùm mẹ. Nói chứ em hỏi mấy học viên rồi, ép chuối nhìn đơn giản vậy cho cái mà bữa trước gặp cái cô kia ép không được luôn á. Có người vô một tháng không làm được luôn. Nhưng mà chị đó, bây giờ chị đó ra nghề rồi. Nói thiệt chứ nhiều, nghiệp lắm. Chẳng hạn như chiên lăn lăn cái bánh thôi mà có nhiều cô học cả tuần luôn hả chị? Lăn... À, có người là vô ép gì nè, có từng làm không được. Có hôm qua, không, hôm qua chị có dạy cái em này là ở Đồng Tháp. Vô có một buổi sáng gì nè,
Dạ là chị cho ép tới chiều đi về luôn. Chiên bánh đẹp hơn chị luôn. Đẹp dữ lắm. Việt Nam. Em biết làm nghề gì không? Đang bỏ nước đá ngày cũng lời mấy triệu bạc đó mà bỏ đi chú chiên. Làm bên vừa bỏ nước đá mà vừa làm bên cơ khí. Chị Nhiên là ngồi chiên biết là chưa đâu ăn uống gì đâu. Mê bán nói chung, khát nước thì uống được chứ còn ăn. Có hộp cháo này em mua thôi chứ chưa ăn miếng nào hết. Tranh thủ ăn ngay chị. Đang lát chị tranh thủ chị ăn. Hai chị là hồi xưa làm kinh doanh hả? Làm may á. Làm may công nhân á ha. Vô công ty á, làm công ty thì nó ở trong mát. Đúng là hai cái nghề hai chị em mình nó trái nhau. Ở trong mát nhưng mà hơi nặng đầu nặng ốc. Đi làm thì đúng giờ giấc. Còn mua bán này nè nó không có quy định giờ giấc. Mà yêu cầu em bán bánh ngon đó là ví dụ sáng 7 giờ em ra bán, em ra không nổi em mệt á, em nằm 9 giờ cũng được. 9 giờ em ra bán hoặc là đưa con đưa gì đi học đi rồi cái 9 giờ ra bán, 10 giờ cũng được luôn em. Là khách nó vẫn chờ mình à, người ta không có ăn ở đâu được hết chứ. Giống như là không phải là chị nói cái bột mà của chị nó độc quyền hay là nó ngon gì, nhưng mà kiểu như khách ta ăn chỗ nào quen đó là ta ăn, ta chờ mình à. Ta không có đi bỏ mình đâu. Cho nên là cái công việc này giữ nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng từ cái suy nghĩ mình cũng không có nè, tại vì chiên cái bánh nó đẹp. Rồi khách tới đông rồi mình tập trung vô bánh thôi mà đâu có suy nghĩ gì đâu. Cứ tư vấn em ạ. Em biết gì chưa? Hai chị này thì mong muốn hôm nay là đến đây để học luôn. À em học đúng không? Rồi. Ở trong khi đó thì điện thoại của chị Nhiên hơi liên tục réo gọi. Học đi nhiều... em học đi. Rất là nhiều chị liên hệ học. Bán đi. Cứ làm nhẹ, công việc nhẹ nhàng giống như chị vậy, cũng mua chữ được nuôi hai đứa con học à, không sao đâu. Không có mong giàu nha mấy đứa, không có mong giàu. Đừng không có mong giàu. Bán chú chiên này là không có giàu, nhưng mà có cái là mình đủ tiền để mua chữ cho con học là được. Không thiếu nợ là được. Ừ, không thiếu nợ là được rồi đấy em. Còn đừng mong giàu nha, bây giờ á, mong cho mình có sức khỏe để mình làm, kiếm tiền mua cái chữ cho con để sau này á mình gán chịu cực thì cái con mình nó có cái được cái chữ rồi sau này nó không có cực như mình, vậy là mình vui rồi. Chứ đừng có mong giàu nha, không có giàu, chú chiên này không có giàu. Nhưng mà nó thoải mái lắm em, nó thoải mái lắm. Ví dụ em đi làm công ty tháng 10 triệu. Tháng 10 triệu. Thì giờ em ra bán chú chiên là thà để em bán chú chiên tháng 10 triệu xíu hơn. Nó thoải mái, nó đâu có quy định giờ giấc cho em đâu. Nhưng mà chú chiên này nè, chị nói với em á, chú chiên này mà mới ra là tệ nhất, em ngày lời cũng 500 là tệ lắm nha. Là tháng em cũng được 15 triệu à. Thiệt cái đó chị nói rồi, để sau này em bán thử chị có nói đúng không? Rồi cái chê nữa, cái chị chỉ cách để cho em bán. Em ra em học thì học đi, rồi em làm công ty em cứ làm đi. Em làm công ty em. Em làm công ty em cứ làm đi, chị chỉ cho em bán. Bán vừa đi làm công ty mà vừa chiên bánh bán luôn, bán ở đâu em biết không? Cái thứ nhất là bán cho công ty để duy trì cái nghề của mình, tha nghỉ. Để là mình vừa làm đó mà mình cũng vừa có cái mối bán ở trong công ty luôn. Em bán nó dễ hơn chị đi vô bán khó. Bây giờ công ty đâu có cho tụi chị vô đó bán nữa đâu. Một ngày là chị giao cho công ty là ít nhất cũng là 200 trái là một công ty á nha. Ừ. Mà giờ công ty không cho luôn á. Ờ, đúng rồi. Hoặc là em có bạn bè em trong đó đó. Bây giờ hôm nay là trong công ty mình có ai ăn bánh không? Chứ mình có nhiều đứa bạn, có ví dụ ba đứa bạn thôi là được cũng được mười mấy trái rồi. Một đứa bạn em nó mời mấy đứa bạn kia. Một đứa 5 trái thôi. Là ba đứa được 15 trái rồi. Thì 15 trái đó thì chị cho là 10 ngàn đi.
thì em được 150, một tháng em cũng làm chơi chơi được 150, 4,5 triệu. Đó là 4,5 triệu đó. Là cái đó là làm vừa làm vừa đi làm đó nghe. Còn nếu mà làm theo kiểu mà làm nửa buổi là đi làm công ty nửa buổi, bán nửa buổi đó là tiền nó nhiều nữa. Cứ làm công ty đi không sao đâu, nhưng mà mình trừ hao. À cho nghỉ rồi ạ. Cho nghỉ rồi thì chạy đi ra, chạy đi đừng đi nữa, chạy đi. Cho nghỉ rồi thì ra kinh doanh luôn. Mà mình kinh doanh chứ chiên, hồi xưa người ta nói kinh doanh vàng bạc đá quý ra, còn mình thổi chứ chiên cho nó nhẹ đầu nhẹ óc. À nãy giờ em để ý nè, chị chiên á chị phải dùng cái kẹp, kẹp ra cái bánh hay không là do cái kẹp này đúng không? Kỹ thuật này nè. Cái này em biết không, trái chuối nó sống. Trái chuối nó sống không? Dạ. À, mình phải dìu tiếp nó chị em. Đây trái chuối gì nè. Ví dụ trái chuối mà nó còn sống quá cái mình dìu tiếp nó. Còn không dìu cũng nó cũng lên đó, nhưng mà nó chậm. Không biết là kẹp là nó dẹp lép à ha. À. Kẹp hồi cái nó tròn lẫm vậy nè. Đẹp, ăn nó xốp. Đây chị chiên nước thứ ba, nước cuối cùng. Đây là nước ba nè chị em. Nước ba mình này nhúng mè ha. Mình chiên chút cái bột hơi đặc đó, cái mình thêm dư tí nước. Tại vì nhúng bánh á, cái bột nó nóng á, nó nở ra. Ví dụ em quay clip gì chị chia sẻ hết rồi, lấy đâu học viên họ đi học? Không sao đâu em, chị em nào mình nói gì cũng không tội nghiệp cho những người ta không có điều kiện á em. Chị em nào mà đam mê cái nghề chuối chiên, hay là chị em nào muốn thay đổi công việc á, cứ vô cái clip Phong Bụi nè, nhìn chị làm theo, mua bột về cái mình tập. Thí dụ bây giờ mình tập 5kg bột hoặc là 10kg bột này không được, cái mình mua 10kg bột khác mình tập. Thay vì mình tới đây mình đi học cái kỹ thuật, giờ mình không có thời gian á, mình ở nhà cái mình tập gì nè. Nhìn chị làm cái làm theo. Rồi hãy chia sẻ cho em, chia sẻ cho chị em ta có công việc làm chứ. Mấy trái vậy? 4 trái anh Sử ơi. Đó, điện thoại của chị là liên tục có người gọi để hỏi địa chỉ ở đâu đến đi học. Không có rảnh tay nghe không có được. Mấy trái hả ba? À, đây là cái kỹ thuật mà từ cái bánh nó dẹp dẹp á mà bóp sao nó tròn lại nè mọi người. Em có được cái nghề, nếu mà hôm nay mà em có học được cái nghề em phải trả ơn Phong Bụi nhiều lắm đó. Thôi. Nhiều lắm đó. Thiệt, lát chị nói cho nghe. Dạ của mình ba. Đúng rồi. Chứ chị tại vì làm cái này có nó có lời một. Cho nên là em chia sẻ chị là hồi xưa em làm việc nhà nước á, lương em 12 triệu thôi. Mà làm áp lực lắm. Đi làm vô tốt thì phải hơn. Bây giờ em làm 4 năm nghề lận chứ không phải làm một nghề nữa. Làm gì được làm, nhưng mà làm lương thiện thôi. Làm cái gì mà công việc lương thiện đó là không phải chờ rồi để mình được có tiền hay là này kia nọ, không phải. Cái đó là cái phúc của ông bà cho mình. Bây giờ mình thấy cái bánh nó tròn nè, nãy giờ không hổng giờ không để ý, bây giờ là thấy là phải bóp đúng không chị? Có nhầm cái bóp nhầm cái thổi, em nó tự động nó lên đó. Con chị bây giờ chiên với bánh đẹp không? Đẹp. Hai đứa luôn ha. Lấy hai trái cho anh vậy ta. Thằng lớn chị nó đi làm tới tối nó mới về. Thằng lớn thì nó đi. Còn em nhỏ này ở nhà. Chị kêu đây lần nữa thì mình chia sẻ trực tiếp cái số điện thoại của chị Nhiên cho cô bán chị nào á. Muốn liên hệ có thể gọi trực tiếp vào số này nè. Chưa em chưa. 0854676919. 0854676919 nha các bác anh chị. Còn đây là hình ảnh mà Phong Bụi đã ghi nhận cách đây khoảng hơn một tháng trước, khi mà người mẹ bầu này cùng với ba đứa con của mình phải ngủ ở vỉa hè suốt một tháng qua. Cận kề đến ngày sinh rồi nhưng không còn tiền đóng nhà trọ và không có xin được việc làm,
vì rất là nhiều nơi đang làm ăn khó khăn, ngủ trong mưa gió. Đường, mấy đứa con em nó ngủ ngoài đường, anh nói nó nằm nè. Trời mưa nữa anh ơi. Và đây là những gì mà Lon và các con đã trải qua suốt hơn 2 tháng qua. Ngay sau đó thì mọi người đã đưa Lon về một căn nhà trọ ở tạm. Phong Bụi hôm nay có mặt để hỗ trợ cho Lon cái chi phí sinh nở với số tiền hơn 10 triệu đồng. Sau khi sinh xong thì Phong Bụi sẽ tìm mọi cách hỗ trợ cho Lon để có việc làm. Chắc có lẽ Phong sẽ kết nối với chị bán chu chiên, đó là chị Nhiên, để Lon có một cái nghề trong giai đoạn mà kiếm việc làm rất khó khăn. Đặc biệt là một cái người mẹ phải chăm sóc tới mấy đứa con của mình. Cha đứa bé thì bỏ rơi tất cả mẹ con rồi. Thưa chú, mọi người, đây là bé Thanh Nhàn nè, hay còn gọi là bé Ốc Tiêu, mà Lon sinh được khoảng 1 tháng rồi. Đến bây giờ là bé cũng đã hơn 1 tháng, nhưng mà mọi người thấy do chắc có lẽ là da mẹ sữa không bị sổ cho nên là bé nó không có mát sữa ha. Dạ. Hôm giờ thì khoảng 1 tháng qua thì bây giờ sức khỏe của bé nó sao rồi? Dạ, cũng bình thường. Cũng chia sẻ với mọi người là nếu như không có sự hỗ trợ của cô bác anh chị á, thì chắc có lẽ là bé Nhàn này sẽ sinh rất là khó khăn. Vì Lon, mẹ của bé á, trước đó thì mấy mẹ con cùng ngủ ở ngoài đường vì cái cuộc sống nó bế tắc, nuôi con không nổi, rồi không có tiền trả nhà trọ, rồi công việc nó bấp bênh á, cho nên là mấy mẹ con dắt díu nhau ngủ ở ngoài đường. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ khó khăn đã vượt qua rồi, bé Nhàn cũng chào đời rồi. Lúc trước là em sanh bé này nè, em sanh ra ngóc giữa em nè, được 3 ngày cái em bị giật, em đang cho bé bú, cái em bị giật rồi em bị hôn mê luôn. Tới lúc mà em giật mình vậy á, là em thấy em đang cầm trong bệnh viện mà em bị cột hai tay hai chân hết trơn. Hồi nào? Dạ, lúc sanh bà thằng nhóc này nè. Dạ. Rồi lúc đó mẹ mới kể cho em nghe là bác sĩ ra nói tao là có gì vô nói với mày đi. Tao muốn xỉu luôn, là có nghĩa là bác sĩ chê em. Chê em, nói là em không cứu được á. À, bác sĩ, cái lúc mà em tỉnh dậy á, bác sĩ còn nói với mẹ em là trời, con không ngờ luôn á, giống như là có điều kỳ diệu vậy đó. Tự nhiên giống như là bác sĩ không còn cách nào để cứu chữa luôn rồi, mà bây giờ tự nhiên bé tỉnh lại. Là lúc đó là tiền viện phí rồi nọ mẹ con em đâu có đâu, mẹ em phải đi vay mượn người ta, xin người ta giúp cho em cái tiền viện phí á. Tại vì em nằm ở trỏng cũng lâu lắm để điều trị, người ta sợ em bị giật thêm một lần nữa. Rồi tới ngày hôm nay thì người ta thấy cái video của em á trên YouTube á, người ta tìm đến đây. Người ta làm khó làm dễ mẹ con em, cho nên là bữa là em được anh Nhân giúp đỡ, em có lấy một cái số tiền đó em trả bớt cho người ta, thì người ta mới chịu về, nếu không là người ta đứng đây người ta quậy hoài luôn. Rồi ăn uống hàng ngày mấy ngày qua làm sao rồi? Thì bữa giờ là nghe nói em ăn cơm với nước tương. Có bữa có được cái chị kia hỗ trợ chao rồi ít mì này nọ, mà mẹ không cho ăn chao, cho nên là em ăn nước tương với lại em có mua thiếu của anh bánh mì bán cái này. Bữa em có nói anh Phong đợt trước là em có mua thiếu anh hết, bữa giờ mua thiếu anh không hơi nhiều. Rồi tiền nhà bây giờ làm sao rồi? Dạ, tiền nhà là tháng trước em đóng rồi, cho nên là bây giờ mình dọn là không có cần đóng. Dạ, theo như chủ nhà họ yêu cầu là còn đầu tuần, tức là ngày mốt nữa là em phải đi. Dạ, dạ, tại vì người ta đã cho người muốn rồi. Rồi em tính sao sắp tới? Dạ, mẹ con. Em tính kiếm cái nhà trọ nào em không cần bự, chỉ cần vừa đủ mẹ con em ở thôi. Rồi mẹ em thì mẹ em đi bán thì có xe thì mẹ em đi bán, đẩy đi bán vòng vòng, bán bún nướng. Em thì em nghĩ em ở nhà em chăm mấy bé thì cũng không có ra tiền, cho nên là em định sáng á, tại vì thường mấy bé em á nó ngủ tới trưa lận, cho nên là em định sáng á, trong thời gian mấy bé còn ngủ á thì em kêu chị Hai ở nhà coi. Trong thời gian đó em đi bán vòng vòng ở trong xóm á, nhiều khi người ta thấy chắc hoàn cảnh, nhiều khi người ta cũng thương, người ta mua giùm. Thì trong thời gian đó em mua, em đi bán gì đó, rồi tới trưa là em chạy về em bán vòng vòng thôi chứ không bán xa. Hay là quay trở lại cái nơi mà em đã từng sinh ra lớn lên á, chợ An Đông á, về đó mưu sinh lại. Vì chợ búa nó cũng ít nhiều gì nó cũng dễ dàng hơn so với cái việc mà mua bán ở những cái nơi khu dân cư mới. Dạ, chợ An Đông thì em cũng muốn về đó chứ không muốn gì đó. Về đó nhiều khi em cũng có thể, nếu mà muốn cái nhà em có thể bỏ ra bán cái này cái kia cũng được. Tại vì hồi đó em có bán gỏi cuốn, rồi em bán bánh chén, em bán tùm lum hết á, coi như cái gì em cũng làm rồi á. Nhưng mà ở chợ ở quận 5 á thì là cái giá bà nhà trọ nó cao. Dạ. Anh xin cái số tiền của em được khoảng 4 triệu 6. Dạ.
đủ để đóng một tháng đầu tiên. Dạ. Đây, anh gửi cho em. Dạ. Ít 4,6 triệu anh xin từ chị Hiền này 200 nè, một bạn giấu tên 150 nè, một bạn tên là Đinh 50, Bích Ngọc 500 và Nguyễn, cô Nguyễn Việt Hương 3,7 triệu. Thì tổng số tiền là 4,6 triệu. Dạ. Mai đi kiếm nhà trọ liền, tại vì còn khoảng 48 tiếng nữa là em phải không còn ở đây nữa rồi. Dạ. Chủ nhà yêu cầu dời đi. Dạ. Thì qua trọ mới nó thuận lợi cho việc kiếm tiền hơn. Dạ. Rồi nó cũng gần gũi hơn. Dạ. Anh cũng hy vọng rằng hôm đó thì anh về anh đo coi thử ghế nhà em coi thử là dạ, cái trọ mới nó thiếu thốn gì rồi dạ, anh tính tiếp. Dạ. Nha. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ thì chắc có lẽ là em đi thì cũng không tiện chăm sóc. Dạ. Nhưng mà sáng cứ nấu sẵn rồi nó ăn rồi cứ đi bán buôn dạ, gì đó. Dạ. Trưa hết vé số mới về. Dạ. Bé này thì em tính sao khi mà em đi bán vé số? Dạ bé thì bé cũng dễ, sáng á thì bé cũng ngủ đi đó, thì em giống như là em kêu bé lớn nhà coi. Ví dụ như bé mà có khóc cái gì tại vì em cho bé bú sữa mẹ mà. Có khóc cái gì thì bé điện về tại vì mẹ để cái điện thoại cùi bắp cái nhà cho bé lớn. Có gì điện em về tại vì em chỉ định bán vòng vòng nó sớm ở gần cái chỗ mà mình thuê thôi, có gì em dễ chạy về. Ai cũng biết là em khó khăn như vậy á, rất là nhiều người biết. Thật sự thời gian qua rất là nhiều người biết. Dạ. Nhưng mà người ta cũng rất là trách cả bản thân anh, bản thân em luôn. Dạ. Vì em xin quá nhiều đi. Dạ. Nhưng anh muốn hỏi một lần nữa, cha đứa bé nó có xem được cái hình ảnh này không? Dạ không, em không biết. Tại vì không liên lạc với em. Rồi cha bé nó có liên lạc dạ, cũng không luôn. Dạ. Trời ơi. Thôi bây giờ còn mình với con thì được. Hồi xưa thì ước ao bé nó được chào đời mạnh giỏi, bây giờ bé chào đời mạnh giỏi là ráng nuôi hết. Yeah. Ha. Sau khi trở về nhà thì mình quyết định là mình gửi cho Lon á, sẽ tìm đến chị Nhiên để học nghề bán chú chiên với cái hy vọng là sẽ có một cái khoản thu nhập ổn định để có thể nuôi các con. Và trong những ngày gần đây thì không hiểu tại sao Phong nhận được rất là nhiều cuộc gọi và kể cả tin nhắn, mọi người lo lắng vì không có việc làm, không đủ chi phí trang trải. Và mình nghĩ rằng Tết sắp tới, chắc Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn. Nhưng mà mình kỳ vọng rằng mọi người hãy cố gắng lên. Và qua video này cũng một phần nào đó giúp cho mọi người có một cái tâm thế chào đón năm 2024 khi mà khó khăn sẽ vẫn tiếp tục diễn ra. Mọi người sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để có thể tiếp tục sống tốt trong năm tới. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này. Hy vọng những cái thông tin mà Phong đưa ra sẽ là những cái thông tin dự báo cho mọi người trong cuộc sống tương lai. Thank you.